Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có tầm nhìn xa trông rộng. Ngày 11 tháng 10 theo giờ New York, đêm 11 tháng 10 theo giờ Hà Nội, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đã tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam lần thứ 2 trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việt Nam trúng cử với số phiếu rất cao, 145 phiếu. Điều này chứng tỏ uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao, bất chấp tiếng nói lạc lõng của một số tổ chức. Cần khẳng định rõ rằng Việt Nam là đất nước đấu tranh mạnh mẽ nhất trên thế giới này để giành giật quyền con người từng bị cướp đoạt trong tay quân xâm lược đô hộ. Một đất nước đã dùng cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giành độc lập, tự do, bảo đảm dân chủ, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền tự quyết vận mệnh dân tộc. Nước Việt Nam do dân Việt làm chủ, chế độ lấy tổ quốc, nhân dân làm trung tâm để phụng sự. Dân tộc đó phải là dân tộc tự do nhất, dân chủ nhất, dân quyền nhất. Chúng ta xứng đáng là thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Việc Việt Nam lần thứ hai ứng cử và được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng. Kết quả này cũng thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế. Việc được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là thời cơ và vận hội để chúng ta tham gia tích cực trong việc giải quyết vấn nạn mất dân chủ, nhân quyền trên thế giới. Ví như yêu cầu Hoa Kỳ xây dựng nhà ở cho người vô gia cư và những người da đen sống dưới gầm cầu về sống ở các khu định cư, vấn nạn sử dụng súng bừa bãi gây ra cái chết thương tâm của hàng triệu người Mỹ, vấn nạn phân biệt chủng tộc trên thế giới. Chúng ta sẽ là thành viên có trách nhiệm, uy tín trong gìn giữ hòa bình, tự do, bình đẳng, bác ái. Việt Nam đang thể hiện mình là quốc gia có nền dân chủ kiểu mẫu, nhân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, xứng đáng cho nhiều nước học tập, cơ hội cho các nước học tập về vấn đề dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là Hoa Kỳ,